Dạ. Dạ, Hoa Lan Quang Minh xin kính chào các cô chú anh chị yêu Hoa Lan trên cả nước. Thì sáng nay thì em đi nhập cái lô Bensoda hoa nè các cô chú anh chị. À, mới vừa về tới nên là hôm nay em lên clip muộn chút xíu. À, lô Bensoda này phê tỉ tê luôn các cô chú anh chị. Bensoda. Đây. Kéo con chậu ra mà. Bensoda là cái lô này của em là đẹp cực kỳ luôn. Chậu bự bự không? Quá chừng bông luôn. À, sáng giờ là đi nhập cái lô này về nên là hôm nay em lên clip muộn tí. Số điện thoại của Hoa Lan Quang Minh là 0797278898. À, số này có sử dụng Zalo. Cô chú anh chị nào mà mình có nhu cầu giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trồng lan hay là giao lưu mua bán thì liên hệ với số này với em. Đây, cây là đang vòi hoa, đang hoa quá chừng luôn. Rồi bây giờ em sẽ vô cái clip bán hàng ngày hôm nay. Thì hôm nay thì em cũng có một ít cây tổng hợp để quay để giới thiệu đến các cô chú anh chị mình. Chắc hơn một chắc bữa hai bữa nữa là ngắt bông các cô chú anh chị. Cái này là cây không tên số 8 là hôm nay em đang giới thiệu các cô chú anh chị mình đó. Nói chung là có bao nhiêu kỳ làm đều bán hết rồi. Rồi, bây giờ vô cái clip bán hàng ngày hôm nay nha các cô chú anh chị. Thì đầu tiên đây là cái cây chớp vàng đỏ hóc môn này các cô chú anh chị, vàng đỏ hóc môn. Rồi cô chú anh chị mình thấy đó. Đây là cây vàng đỏ hóc môn. Vàng đỏ hóc môn hả? Nói chung hoa là rất đẹp mà thị trường cũng đang rất là chuộng. Nhưng mà giá cây này hiện tại giờ là giá nó cũng khá cao các cô chú anh chị. Giá nó cũng khá cao. Nói chung thiên hạ đang bán nó là từ bán giá mà mềm mại lắm là cũng là 250.000 một cm. Có người bán 250, có người 300, có người 350 luôn. Nói chung hàng hà giá luôn. Rồi, đây là cây vàng đỏ hóc môn nha các cô chú anh chị. Rồi, vàng đỏ hóc môn để cho cô chú anh chị mình xem luôn mấy cái mặt hoa quay luôn để vàng đỏ hóc môn. Hóc môn xong rồi tới cây bông trốn rồi mất tiêu hết trơn rồi. À đây. Đây là cái cây đó là vàng đỏ Kiên Giang. Vàng đỏ Kiên Giang, hôm nay bán cây lớn mà. Cây nhỏ bán riết hết cây nhỏ rồi, còn tới cây lớn các cô chú anh chị ơi. À, đây là vàng đỏ Kiên Giang nha các cô chú anh chị. Rồi vàng đỏ Kiên Giang rồi, em cho cô chú anh chị mình xem một hoa nữa. Cái hoa này thì thường hơn. Đây là cái vàng đỏ cánh xoắn các cô chú anh chị. Vàng đỏ cánh xoắn nha các cô chú anh chị. Và đầu cánh sáng rồi. Mấy cây này không có hoa nên là phải cho các cô chú anh chị mình xem hoa. Vàng đỏ hóc môn, đây vàng đỏ hóc môn thì đây là cái hình cây thực tế. Mã số 1 của vàng đỏ hóc môn là 3800k. Thì cái chậu này đây, cái chậu này là bao gồm là một cọng củi và một cái mầm. Cái mầm là tuyệt đẹp luôn các cô chú anh chị, tuyệt đẹp luôn. Cái mầm là đang còn đi ngọn nè, chắc cũng sắp đứng rồi. Cái là sắp đứng ngọn rồi, cái cây này sắp đứng ngọn rồi. Còn rễ thì bao khuê các cô chú anh chị, rễ là bao khuê nha, rễ là rất là nhiều. Cái này là chỉ bán mầm, cái mầm tơ thôi, còn cái thân củi đó là tặng. Đây cô chú anh chị mình thấy nè. Đây, em đo cô chú anh chị mình xem nha. Cái cọng này của em nó là 18 xăng nè. Đó, 18 xăng. 18 xăng nha các cô chú anh chị. 18 xăng. Đây thì giá của nó chỉ là 3.800k. Đó, từ khi mà bán vàng đỏ hóc môn thì cái cây này là mắc nhất. Đó, cao giá nhất, cây to nhất. Hôm nay bán cây nhỏ nhỏ mà, nay là cây to. Vàng đỏ hóc môn. Đó, cũng có một số cô chú anh chị mình cũng đang hỏi em về vàng đỏ hóc môn. Thì hôm nay em sẽ lên cái vàng hóc môn cô chú anh chị mình sưu tầm. Vàng đỏ hóc môn. Rồi,
Tiếp theo đây là mã số 2 nè. Mã số 2 đây là cây vàng đỏ Kiên Giang. Vàng đỏ Kiên Giang, mã số 2, 2000k. 2000k thì lúc trước là bán cây nhỏ nhỏ thì nhưng mà một mầm, hai mầm, nhưng mà hôm nay là hết rồi. Bây giờ là còn cây bự bự không à. Đây cô chú anh chị mình thấy là cái mầm gốc đang lên nè. Mầm gốc đang lên. Rồi bên đây là mắt nó cũng đã sưng luôn, coi như cái này là chuẩn bị lên một cặp sừng trâu nè. À, vàng đỏ Kiên Giang, dòng này là thân lá là đẹp nha các cô chú anh chị. Rồi, để đo coi, cái cọng này nó hiện tại nó là nói nhiều chính xác là 21 xăng nè. 21 xăng nè, ha, à, cái cọng này hiện tại là 21 xăng rồi nha các cô chú anh chị. 21 xăng, vàng đỏ Kiên Giang, thể loại là chơi thân lá. Là tuyệt đỉnh luôn. Nói chung cái loại vàng đỏ Kiên Giang này thì thân lá nó sọc rất là nhiều. À, rất là đẹp. Vàng đỏ Kiên Giang. À, hàng này là hàng thuần chậu hết nha các cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo. Đây là cây vàng đỏ cánh xoắn. Mã số 3. Vàng đỏ cánh xoắn các cô chú anh chị. 600k. Mã số 3. Thì đây, vàng đỏ cánh xoắn thì nó có 3 thân. À, một bà ngoại, một mẹ, một con. Đây. Cái này là cái mầm gốc đó, cái đang chuẩn bị lên nè các cô chú anh chị. À, đang chuẩn bị lên. Bên đây là cọng này cũng green luôn nha. À, nó còn mắt ở dưới đó, nó chưa có lên. Rồi bên đây bà ngoại là cái mầm của bà ngoại cũng chuẩn bị lên nè. À, mầm gốc đó. Còn cái mầm này của mẹ không biết rồi sao đây. Nói chung là còn green đó, mà nó chưa lên ngay thời điểm này. Thân lá của vàng đỏ cánh xoắn thì đẹp lắm các cô chú anh chị. Lá mít bự tràn dần tràn dần không. 600k cho mã số 4. Ờ, xin lỗi, mã số 3. Để coi. Ờ, đó, em chưa đo hả? Để em đo sơ sơ cô chú anh chị mình hình dung cái cây nó to cái nào hả? Cái cọng bà ngoại nè. Cọng bà ngoại nè 18 xăng nè, 17 xăng. 17 xăng. Rồi, cái cọng con cọng cháu nè là đây là 20 xăng nè. Đó. Còn cái cọng kia là nó khoảng 10 xăng đi. Khỏi đo cũng thấy nó khoảng 10 xăng. Đó. Thân lá là đẹp lắm nha các cô chú anh chị. Rồi, mã số 4, 500k. Một mẹ một con. À, mẹ là đang chuẩn bị lên mầm luôn nè. Đó, mẹ chuẩn bị lên mầm. Rồi. Vàng đỏ cánh cong. Vàng đỏ cánh cong cũng là nó, mà vàng đỏ cánh xoắn cũng là nó luôn. Tùy theo mọi người kêu. Đây, cái cọng thân tơ cô chú anh chị mình thấy không? Nó là 17 xăng nè. Cái cọng thân tơ 17 xăng, còn cái cọng mẹ là nhiêu? Cái cọng mẹ là được 18 xăng. À, cái cọng mẹ là 18 xăng nè. Đó. Rồi, là vàng đỏ cánh cong, vàng đỏ cánh xoắn. À, nó hai tên, lên kêu tên nào cũng đúng hết trơn á, giống như là nó có hai cái tên. Rồi, tiếp theo đây là mã số 5. Mã số 5, đây là tôm AB. Chóp tôm AB. Chóp tôm AB, đây, cái tem nè, cái tem nè. À, người ta gọi là cái tên của nó là tôm sáp AB. À, nhưng mình gọi ngắn gọn thôi, tôm, chóp tôm AB. Nó cũng không phải là AB mà nó không phải là tôm. Mà hai này nó có dòng máu của hai thằng hay sao á. Chúng tôi không lành lai lịch cây này. Và cây này có bông là cũng rất dễ thương nha các cô chú anh chị. Tôm AB. Đây. Đó, nó mới nở ra như vậy thì giờ thấy giống con tôm nè. Cái này là bông nở trước nè. Chóp tôm AB. Đây. À, cô chú anh chị mình ngắm kỹ cái hoa ha. Tôm AB. Tại giờ trời nó cũng hơi sụp nắng nên là không có nắng nên là giờ cũng hơi tối chút nha các cô chú anh chị. Chóp tôm AB. Tôm AB, đây. Tôm AB thì nó có 3 thân. Cô chú anh chị thấy không? À, đây là có 3 thân. Thân mẹ, còn cái này là mấy cọng trước là nó củi á, em mới nhấn ra á, nó là củi không à. À, nhấn ra cho nó đẹp cái chậu cho nó dễ coi. À. Mẹ nè, ó bà ngoại nè, mẹ nè, con nè, con nó này lớn dần nè, đúng quy luật luôn nè.
lớn dần. Đó. Rồi, thì đây, đây là cái chiều cao của cái mầm tơ nè. Cái mầm tơ này nó là 28 xăng nè, các cô chú anh chị thấy không? Cái ở 28 xăng. Còn cái cộng bà ngoại như đây, cộng bà ngoại là 16 xăng. À, thì cái cộng mẹ nó khoảng 17 xăng. Nó cao hơn tí, 17 xăng. Đó, hàng này là nói chung cái giò này là đẹp nha các cô chú anh chị. Rất đẹp. Đây, tôm AB. Rồi, tiếp tục là mã số số 6. Số 6 tôm AB là 800k, hai này đồng giá nhưng mà này thì nó cắt bông rồi. Tức là bông nó nở trước cái bông giò kia. Nên là cắt rồi. Ông bên đây thì ba thân. Chưa có lên mầm, đang giò hoa. Nhưng mà cái ông bên đây thì bù lại là ba thân. Ba thân hoa là cắt rồi nhưng mà có cái mầm mập ú u luôn. Cái mầm rất đẹp. Cái chậu bên đây thì thân thủ nó dữ hơn cái chậu kia. Rồi nè, như cái này là cô chú anh chị mình thấy là 22 xăng nè. Đó, cái cộng bà ngoại là 22 xăng nè. Còn cái cộng cao nhất của nó là nhiều. Cái cộng cao nhất của nó là 28 xăng. Cái cộng cao nhất của nó là 28 xăng. 28 xăng ha. Rồi, còn cái cộng mẹ nó như đây. Cộng mẹ của nó là được 18 xăng. 18, 19 xăng gì đó. Đó. Còn cái mầm con lực thiệt là lực là 10 xăng. Lực thiệt là 10 xăng. Quá trời mập luôn. Nói chung hai này đồng giá 800. Cái chậu không bông thì thân thủ nó dữ hơn, mập mạp hơn. Trời ơi sao không hoài vậy. Như vậy thì vừa rồi em đã giới thiệu đến các cô chú anh chị mình một số cái hình cây của dòng đen đôi chớp. Cô chú anh chị mình là yêu thích cái mặt hoa nào thì mình chốt cái hình hoa ấy nha các cô chú anh chị. Xin nhắc lại số điện thoại của Hoa Lan Quang Minh là 0797278898. Xin cảm ơn các cô chú anh chị đã theo dõi clip bán hàng của Hoa Lan Quang Minh. Xin cảm ơn.